Đối thoại với Thượng Đế, quyển 2, chương 7. Đó là bản mô tả đẹp nhất về tính dục con người con đã từng được nghe. Con thấy vẻ đẹp ở nơi con muốn nhìn thấy con à. Con thấy cái xấu ở nơi con sợ phải nhìn thấy cái đẹp. Con sẽ ngạc nhiên khi có biết bao nhiêu người nhìn thấy điều ta vừa mô tả về tình dục là xấu. Không, nó không xấu. Con đã nhìn thấy quá nhiều sợ hãi và xấu xa mà thế giới đã đặt xung quanh tình dục. Nhưng Ngài cũng làm sinh ra cả đống câu hỏi đấy ạ. Ta có mặt ở đây để trả lời chúng. Nhưng hãy để cho ta tiếp tục câu chuyện của ta thêm một chút nữa trước khi con bắt đầu ném chúng vào ta nhé. Vâng, xin mời Ngài. Vũ điệu mà ta vừa mô tả trong sự tương tác năng lượng mà ta vừa giải thích đang xảy ra trong mọi lúc, trong và với mọi sự. Năng lượng của con tỏa ra từ con như một cây đèn vàng, không ngừng tương tác với mọi thứ và mọi người khác. Càng gần nhau, năng lượng càng mạnh. Càng xa, năng lượng càng tinh tế. Nhưng con không bao giờ hoàn toàn cách đứt khỏi bất cứ điều gì. Có một điểm ở giữa con và mọi người khác, vật và nơi khác. Chính ở đó, hai năng lượng gặp nhau, tạo thành một đơn vị năng lượng thứ ba, ít đậm đặc hơn nhưng không kém thật. Mọi người và mọi thứ ở trên hành tinh và trong vũ trụ đều đang phát ra năng lượng theo mọi hướng. Năng lượng này hòa trộn với mọi năng lượng khác, giao với nhau thành một mẫu phức tạp, vượt quá khả năng phân tích của mọi máy tính mạnh nhất của các con. Các năng lượng đan chéo, trộn lẫn, xoắn quýt vào nhau giữa mọi thứ mà các con gọi là vật lý, là cái giữ các vật chất thể lý lại với nhau. Đây là ma trận mà ta đã vừa nói tới. Dọc theo ma trận này, các con gửi đi những tín hiệu cho nhau, những thông điệp, ý nghĩa, chữa lành và những tác động vật lý khác, đôi khi được tạo ra bởi những cá nhân, nhưng hầu hết là bởi ý thức đám đông. Như ta đã giải thích, vô số năng lượng ấy thu hút nhau. Đây được gọi là định luật hấp dẫn. Trong luật này, giống nhau thì hấp dẫn lẫn nhau. Những ý nghĩ giống nhau hấp dẫn ý nghĩ giống nhau trong ma trận. Và khi có đủ những năng lượng giống nhau dính chùm lại, những rung động của chúng trở nên nặng nề hơn. Chúng chậm lại và đôi khi trở nên vật chất. Các tư tưởng tạo ra dạng thức vật lý và nhiều khi người suy nghĩ cùng một điều, rất có khả năng suy nghĩ của họ tạo thành một sự thực tại. Đó chính là lý do tại sao chúng con sẽ cầu nguyện cho bạn là một tuyên bố rất mạnh mẽ. Có đủ bằng chứng về hiệu quả của lời cầu nguyện hiệp nhất đủ để viết một cuốn sách đấy. Điều cũng đúng là những suy nghĩ không giống lời cầu nguyện cũng có thể tạo ra hiệu ứng. Một ý thức toàn cầu về sự sợ hãi chẳng hạn, hay tức giận, thiếu thốn, không đủ, có thể tạo ra kinh nghiệm ấy trên khắp địa cầu hoặc trong địa phương nhất định, nơi những ý nghĩ tập thể ấy là mạnh nhất. Quốc gia trên trái đất mà các con gọi là hợp chủng quốc chẳng hạn, từ lâu đã nghĩ nó là một quốc gia ở dưới Thiên Chúa, không thể chia cách được, có tự do và công lý cho tất cả mọi người. Không phải tình cờ khi quốc gia này trở nên thịnh vượng nhất trên trái đất. Cũng không đáng ngạc nhiên khi quốc gia này từ từ mất đi tất cả những gì nó đã mất nhiều công sức để dựng lên. Vì quốc gia này hình như đã đánh mất tầm nhìn của chính mình. Cụm từ dưới Thiên Chúa không thể chia cách có nghĩa là như thế. Nó diễn tả chân lý phổ quát của sự hiệp nhất nên một. Một ma trận rất khó phá vỡ. Nhưng ma trận đã suy yếu. Tự do tôn giáo đã trở nên biên giới chính đáng về sự khoan dung tôn giáo. Tự do cá nhân đã biến mất khi trách nhiệm cá nhân biến mất. Ý niệm về trách nhiệm cá nhân đã bị bóp méo để trở thành mọi người vì mình. Đây là triết lý mới. Nó gọi về truyền thông châu Mỹ ban đầu về chủ nghĩa cá nhân thô sơ. Nhưng ý nghĩa ban đầu của trách nhiệm cá nhân mà viễn tượng
Và giấc mơ của người Mỹ dựa trên đó có ý nghĩa sâu xa nhất và diễn tả cao nhất trong khái niệm tình huynh đệ. Điều làm cho nước Mỹ trở thành nên vĩ đại không phải là mọi người nỗ lực cho sự sống còn của bản thân, song là mỗi người nhận lấy trách nhiệm cá nhân của mình cho sự sống còn của tất cả. Hoa Kỳ là một quốc gia không quay lưng lại với người đói, không bao giờ nói không với người thiếu thốn, sẽ mở rộng vòng tay với người mệt mỏi và người vô gia cư, và sẽ chia sẻ sự giàu có của mình với thế giới. Nhưng khi Hoa Kỳ trở nên vĩ đại, người Mỹ trở nên tham lam. Không phải tất cả, nhưng nhiều người trong số họ. Và khi thời gian cứ tiếp diễn, càng ngày số này càng nhiều hơn. Khi người Mỹ thấy được rằng có thể có được nó thì tốt dường nào, họ tìm cách để có nó được nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ có một cách để có nhiều hơn và hơn nữa và hơn nữa. Đó là một người khác phải có ít đi và ngày càng ít đi. Khi lòng tham đã thay thế cho sự vĩ đại trong cá tính của người Mỹ, càng có ít chỗ hơn cho sự thông cảm với những người nhỏ bé nhất trong loài người. Những người kém may mắn hơn thì được cho là do lỗi lầm đáng chết của chính họ nếu họ không muốn có nhiều hơn. Xét cho cùng, Hoa Kỳ là vùng đất của cơ hội chứ còn gì nữa. Không có ai trừ những người kém may mắn thấy rằng có thể thừa nhận rằng cơ hội ở Hoa Kỳ bị giới hạn cho những người đã ở trong guồng rồi. Nói chung, số ấy lại không bao gồm nhiều nhóm thiểu số như những nhóm da màu hoặc các giới tính khác. Người Mỹ trở nên kiêu ngạo trên trường quốc tế. Khi hàng triệu người chết đói trên khắp địa cầu, người Mỹ vứt đi mỗi ngày một lượng lương thực đủ nuôi sống cả hàng quốc gia. Hoa Kỳ quả thật có quảng đại với một số nước, nhưng càng ngày, chính sách đối ngoại của nó trở nên một sự bành trướng của các lợi ích được bảo đảm cho chính mình. Hoa Kỳ giúp các người khác khi việc đó cũng phục vụ cho Hoa Kỳ khi làm như thế. Tức là, khi nó phục vụ cho cơ cấu quyền lực của Hoa Kỳ, hàng quý tộc giàu có nhất Hoa Kỳ, hoặc bộ máy quân sự bảo vệ những tầng lớp cao quý ấy và tài sản chung của họ. Lý tưởng nền tảng của Hoa Kỳ, tình huynh đệ, đã bị xói mòn đi. Bây giờ, mọi buổi nói chuyện về giữ tình huynh đệ đều được bắt gặp bởi một nhãn hiệu mới của chủ nghĩa Hoa Kỳ. Một đầu óc sắc bén hướng đến cái nó có thể giữ lấy làm của mình, và một lời sắc bén cho bất cứ ai trong số những người kém may mắn dám đòi phần công bằng cho chính họ, để những đau khổ của họ được che lấp lại. Mỗi người phải có trách nhiệm về bản thân, điều đó là đúng và không thể phủ nhận. Nhưng Hoa Kỳ và thế giới của con chỉ có thể thực sự làm việc khi mọi người đều muốn chịu trách nhiệm về tất cả các con như một toàn thể. Vậy là ý thức tập thể tạo ra những kết quả tập thể ư? Chính xác. Và điều này đã được chứng tỏ nhiều lần trong suốt lịch sử của các con. Ma trận tự lôi kéo nó tới chính con. Đúng như các nhà khoa học nơi các con đã mô tả cái gọi là hiện tượng lỗ đen. Nó lôi kéo năng lượng giống nhau tới các năng lượng giống nhau, và thậm chí các vật thể lý lại với nhau. Những vật thể ấy khi phải đẩy nhau, di chuyển ra xa, bằng không chúng sẽ hòa trộn vào nhau mãi mãi, biến mất khỏi hình thức hiện tại và mang lấy một hình thức mới. Mọi hữu thể có ý thức đều trực giác biết được điều này. Vì thế mọi hữu thể có ý thức đều di chuyển ra xa, lò nung vĩnh cửu, và để duy trì quan hệ của chúng với các hữu thể khác. Nếu không thì, chúng sẽ bị hòa tan với các hữu thể khác và cảm nghiệm sự nên một mãi mãi. Đây là tình trạng mà chúng ta đã xuất phát từ đó. Khi đã ra khỏi tình trạng này, chúng ta không ngừng bị hấp dẫn lại vào trong đó. Chuyển động lên xuống, tới và lui chính là nhịp điệu căn bản của vũ trụ và mọi thứ ở trong đó. Đây chính là tình dục, sự trao đổi năng lượng cộng hưởng.
con không ngừng được hấp dẫn, lôi kéo về hướng sự hiệp nhất với nhau và với tất cả những gì trong ma trận. Thế rồi, vào giây phút hiệp nhất, được đẩy ra bởi sự chọn lựa của ý thức để ra khỏi sự hiệp nhất ấy. Chọn lựa của con là được tự do đối với nó, để cho con có thể cảm nghiệm điều ấy. Vì một khi con trở nên thành một phần của sự hiệp nhất ấy và con vẫn luôn ở đó, con sẽ không biết được nó là hiệp nhất, vì con không có biết đến sự tách rời nữa. Nói cách khác, để Thiên Chúa biết được chính nó là tất cả về nó, Thiên Chúa phải biết được chính nó như không phải là tất cả. Trong con và trong mọi đơn vị năng lượng khác của vũ trụ, Thiên Chúa biết chính nó như là một phần của tất cả, và như thế cho chính nó khả năng được biết chính mình như là tất cả trong tất cả các kinh nghiệm của chính mình. Ta chỉ có thể kinh nghiệm cái ta là bằng cách trải nghiệm điều ta không phải là, nhưng ta là điều mà ta không là. Và vì thế con thấy được cái chia rẽ của Thiên Chúa. Vì thế mới có câu: ta là điều ta là, I am what I am. Bây giờ như ta đã nói, hiện tượng lên xuống tự nhiên, nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ là điển hình cho tất cả sự sống, bao gồm mọi chuyển động tạo nên sự sống trong thực tại của con. Các con được lôi kéo hướng về nhau như thể bởi một lực hút mạnh vào đó, chỉ để rút ra xa và lại tách rời, chỉ để thấy đẩy nhanh lại với nhau một lần nữa, một lần nữa lại tách rời, một lần nữa đam mê, thèm muốn, cấp bách tìm tới sự hợp nhất trọn vẹn. Hợp lại, tách ra, hợp lại, rồi tách ra. Cứ thế, cơ thể các con khiêu vũ trong một chuyển động rất cơ bản, rất bản năng, đến độ các con rất ít có ý thức để hành động có chú ý. Ở một điểm nào đó, các con chuyển sang tự động. Không ai cần bảo cho cơ thể các con biết cần phải làm gì. Chúng chỉ đơn giản là làm điều đó với sự hối thúc của cả cuộc sống này. Đó là bản thân sự sống đang bày tỏ chính nó như là chính sự sống. Và đây chính là sự sống đang tạo ra sự sống mới trong lòng kinh nghiệm của chính mình. Cả sự sống làm việc trong một nhịp điệu như thế. Cả sự sống là nhịp điệu ấy. Và như thế, cả sự sống được thấm đẫm nhịp điệu nhẹ nhàng của Thiên Chúa, điều mà các con gọi là chu kỳ cuộc sống. Lương thực lớn lên theo chu kỳ, các mùa đến và đi, các hành tinh xoay và xoay tròn. Mặt trời bùng nổ và nổ vào bên trong, sau đó lại bùng nổ ra bên ngoài một lần nữa. Vũ trụ hít vào, thở ra. Tất cả xảy ra, tất cả đều theo chu kỳ, nhịp điệu, trong những rung động phù hợp với tần số của Thiên Chúa. Tất cả. Vì Thiên Chúa chính là tất cả, và Thiên Chúa là mọi sự, và không có gì khác. Tất cả những điều đã có từ trước vô cùng, bây giờ và đời đời và hằng có, chính là thế giới của các con, không có sự kết thúc. Hết chương 7. Mời các bạn lắng nghe chương 8 ở video tiếp theo. Bạn thân mến, bây giờ COVID mới trở lại, vì mong tất cả các bạn đều đang được bình an. Sau khi đọc xong chương này, có một điều mà chúng ta luôn được nhấn mạnh, đó là ý thức tập thể. Ý thức tập thể nó thật là to lớn biết mấy. Và năng lượng tập thể thì lại không phân biệt chúng ta đang ghét ai, giận ai, kỳ thị ai. Có thể chúng ta đều là người Việt Nam. Người Việt Nam thường có một sự giận dữ và không hài lòng với người Trung Quốc, vì đã từng rất là ghét người Pháp, rất ghét người Mỹ. Nhưng sau khi đọc quyển sách
ghi nhận ra được một điều. Đó là dù mình thuộc bên nào, kẻ mình ghét bỏ là ai, thì mình cũng đang đều nạp năng lượng ghét bỏ cho cái khối năng lượng tập thể thù địch chung. Cái năng lượng tập thể này, khi nó đủ lớn, nó sẽ tạo ra những cơ duyên để năng lượng ấy nó bùng ra thành cơn giận dữ ở trong lòng mình. Cơn giận dữ ở trong một cá nhân trở nên cơn giận dữ ở cả tập thể. Con người giận dữ, chiến tranh xảy ra. Thiên nhiên giận dữ thì hạn hán, lụt lội, dịch bệnh. Tại sao ư? Bởi vì tất cả suy nghĩ chúng ta đều tồn tại dưới dạng sóng với những tần số vi tế. Bạn đã biết rồi đó, ánh sáng đến với chúng ta dưới dạng sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng này nếu nặng hơn sẽ trở thành hình là màu sắc. Mỗi màu sắc có những bước sóng khác nhau. Rồi sóng âm thanh rung động với một tần số khác. Khi sóng âm thanh này tác động vô cơ thể của chúng ta, cả người chúng ta có thể rung lên sung sướng, hạnh phúc từ những bài nhạc. Hoặc cả thân thể chúng ta trở nên giận dữ khi một tiếng động nào đó thùng lình nó nổ ra, hoặc khi ai đó mắng chửi chúng ta. Một tiếng ồn đủ to, kính cũng có thể vỡ. Sóng giận của chúng ta đủ mạnh thì tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi nó, vì tất cả chúng ta sẽ đều bắt đầu hành động theo nó. Khi mọi người đều truyền tai nhau những suy nghĩ giận dữ nè, khó chịu nè, suy nghĩ tập thể càng lúc càng lớn hơn, mạnh hơn, và nó bắt đầu chi phối chính suy nghĩ của bạn. Nó tràn ngập trong không gian, trong những cuộc trò chuyện, rồi sự truyền thông từ TV, từ radio. Nỗi sợ của bạn và những người xung quanh bạn đến từ những cuộc chiến tranh mà không phải ở xung quanh nơi bạn sinh sống nữa, mà nó ở đâu đâu, bên Ấn Độ, bên Pakistan, bên Iran, Iraq. Và những cái nỗi sợ hãi đó, theo truyền thông, truyền hình, TV, Facebook, ở ngay trong giường của bạn, nằm ngủ bên cạnh của bạn, bà thực sự trở thành những giấc mơ của chúng ta luôn. Năng lượng tập thể thì không phân biệt được bạn ghét ai, vì mọi suy nghĩ thù địch đều nuôi lớn năng lượng này và dẫn tới cả thế giới chúng ta trở nên thù địch lẫn nhau. Bạn ơi, nhưng suy nghĩ là một thói quen, mình có thể thay đổi nó. Vì đã cố gắng, rất cố gắng thực tập và học cách làm sao thay đổi suy nghĩ của mình, bạn cũng có thể làm được. Hãy bắt đầu, tụi mình hãy ngồi xuống, thở, làm yên tĩnh thân tâm. Sau đó hãy hình dung về một thế giới tốt đẹp. Hãy đọc những tin tức tốt đẹp. Mình hãy nói những lời yêu thương tốt đẹp để xoa dịu, cảm thông, tha thứ. Hãy làm lớn mạnh năng lượng yêu thương của tập thể bằng sự hiểu biết. Hãy hiểu nỗi khổ của nhau, cái khó của nhau, rồi nâng đỡ nhau, nâng đỡ tập thể để chống lại cái sai và không ngừng mình đấu tranh cho lẽ phải, nhưng với một tình thương và mong muốn để cho điều tốt lành sẽ xảy ra với người ta đang khuyên nhủ, như một người mẹ đang dạy con vậy. Bà mẹ sẽ la mắng con, nhưng vì yêu thương con và mong con hiểu được triết lý, cái đúng, cái sai, cái gì tốt, cái gì không nên làm sẽ tổn hại đến con, chứ không phải vì bà ấy ghét bỏ con, ghét màu da, ghét tôn giáo. Đó là thông điệp vì rất muốn có thể gửi đến càng nhiều người càng tốt. Hãy cùng nhau xây dựng sự yêu thương, biết ơn, thông cảm. Sư ông làng Mai Thích Nhất Hạnh đã dạy một điều mà trong lòng Vi cảm thấy đơn giản mà sâu xa. Hãy hiểu để mà thương. Có hiểu mới có thương.
thì cảm ơn bạn nhiều thật nhiều. Vì mong các bạn tiếp tục có thể lắng nghe những lời của Thiên Chúa gửi đến chúng ta. Vì không biết cảm xúc của các bạn khi nghe quyển sách là gì, nhưng đối với Vì, nó tràn ngập tình yêu thương bao la. Nếu như mà Vì đọc chậm quá, các bạn có thể vào trong link, có link của ba quyển sách đó, thể file PDF, bạn có thể tải về và đọc. Khi đọc, cảm xúc nó khác lắm bạn. Chúc các bạn luôn bình an.